nha. Tay rửa sạch rồi nha. Đây là như rồi. Nhân dừa, hoa đậu biếc. Cái này là trứng muối. Ngon hay. Ngon không? Ngon. Ngon không? Hào sơ mi hào? Hào sơ Chơi 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 thầm mơ Màu cổ Đã hai cổ Chế cho ta Màu nhí Hào sơ ba Màu hư Ngon không? Ngon. Nó để nó quay nó giới thiệu bánh trung thu cho mình. Tạo quả để nó xếp cái này sơ nào. Ai mời cả nhà ăn nha. Ngon. Cái gì chứ? Trong trường học có tinh thần đạo đức. Về nhà sẽ cần chú chăn nuôi.